Con gái nó khác nha. Con gái nó 45kg nó vẫn đã, mình tạ 10kg. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym Triệu Đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Thì mà lên tới tầng 5 rồi đó, anh Duy hy vọng là các em tập được bài này. Anh chỉ hy vọng thôi. Còn tập không được thì bỏ, tập bài khác. Tập bài này nè. Thì tập bài pull up. Pull up nặng hơn, bài lắp đau nặng hơn. Tùy thôi. 1 2 em ngay lần đầu gặp gỡ. 3 4 5 6 7 8 Chưa một lần xin đọc trái tim son. 8 Hay thổn thức trước người tình nào khác. Tôi yêu em, si tình của hoa lá. Thêm 2 cái nữa, 11. Không đua đòi, không lừa dối chăn hoa. 12 Trong hoa riêng, điên cuồng chỉ đôi ta. Viết chuyện tình yêu, dệt mộng thiều hoa. 12 rap một set. Lưng mạnh mẽ, nét ngược thêm căn phòng. Gặp người sống sống, bật dậy uy nghi. Nói chung bài này nó nhẹ thì nó không nhẹ. Nặng nó không nặng. Nó khó nó không khó. Nó dễ nó không dễ. Tới tập trên cái máy 150 triệu đi hiểu à. Mạch máu âm nồng tuôn về biển cả. Yêu là phải đã sao quan trọng đúng sai. Nàn mong ra sao. Hò từ 2 sáng tới 3 sáng hò như chó. Không ngủ hết được luôn. Hò hò có giờ. Nè khác thơm lưng. Nè bây giờ anh Duy sẽ kích thích cơm kiểu khác. Tập cường độ chậm, giật giữ 6 rep. Bảo đảm mày tập chừng 6 rep là banh cái nách nè, nghỉ luôn. Tập sao nổi nữa. Bây giờ đây là lý do anh ghi trong giáo án là từ 6 tới 10. Muốn tập sẽ tập nhiều cũng được hết á. Bây giờ có rất là nhiều cách kích thích cơ, chúng ta phải làm chủ được. Nè, cùi chỏ không thẳng nha. Cùi chỏ thẳng thì là không được, vậy nè. Nè, chuẩn bị nha. Tâm mơ về em, trong men say tình ái. Như anh trai ngoan xin mẹ nào còn lồ ôi. Mạnh liệt đôi 3. Môi, như nụ hôn tình cuối. Dù là tình đầu đẹp 4. Em ơi. Tôi yêu em, xin tình không hoa lá. Không đua đòi, không lừa dối chăn hoa. 6 Trong phòng riêng, tiếng cuốn chỉ đôi ta. 7 Viết 8 yêu, 9 10 11 12 12 Cái thích cơ kiểu khác em. Thì em tập 6 cái đủ yêu cầu rồi. Mấy cái sao tập sao kệ anh chứ. Đúng không? Không lẽ em quản anh cả ngày sao? Em quản anh trong công ty 8 tiếng thôi. Tụi em học được thì học. Anh chỉ còn đi một vòng thôi. Anh đi một vòng, đầu đó anh hửi một cái. Hửi không khí, đầu này anh hửi không khí một cái vô đây. Hít sâu thở đều nha. Hít sâu thở đều. Khác không? 5 Tập khác không? 6 Có 8 9 10 11 12 13 14 15 phạt nha. Đám. Đó, họ cái chân vô. Để như vậy. Ok. Đúng không? Rồi lên đây. Lên đây. Ngồi xuống. Thôi. Cái này nó dính cái hàng em ơi. Để tự anh làm cho anh chắc ăn nha. Sao mà lên nổi? Con gái nó khác nè. Con gái nó khác nha. Con gái nó 45kg nó vẫn đã, tạ 10kg. Là một chiến binh thể hình. Tên nó không
đồng thời là một giám đốc Zimmer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn. Má mất như mất chàng. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ, tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Kêu phong tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Diêm Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorite 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.